danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Cô xin chào tất cả các con đã quay trở lại trang học tập của Vietjet. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng đến với chủ đề mới, đó chính là chủ đề 3, phân số. Chúng ta đến với bài 53, khái niệm phân số. Qua bài học ngày hôm nay, thì cô mong muốn rằng chúng ta sẽ biết cách đọc phân số thông qua một số hình ảnh trực quan, và chúng ta sẽ biết đọc được tử số và mẫu số của một phân số. Bây giờ, các con hãy mau chóng lấy giúp cô sách giáo khoa toán lớp 4 cánh diều cùng với các dụng cụ học tập để phục vụ cho bài tập của chúng ta ngày hôm nay các con nhé. Bài 53, khái niệm phân số. Các con quan sát giúp cô lên trên màn hình. Cô có một hình tròn. Và cô chia hình tròn này thành 4 phần bằng nhau. Cô tô màu 3 phần. Vậy cô nói, đã tô màu 3 phần tư hình tròn. Các con chú ý, cô có một hình tròn, cô chia làm 4 phần bằng nhau. Cô tô màu 3 phần. Và cô nói rằng, cô đã tô 3 phần tư của hình tròn. Viết là 3 phần tư, đọc là 3 phần tư. Ta gọi 3 phần tư là một phân số. Phân số có tử số là 3, mẫu số là 4. Mẫu số cho biết hình tròn được chia làm 4 phần bằng nhau. Tử số cho biết 3 phần bằng nhau đã được tô màu. Các con đã rõ chưa? Các con sẽ lưu ý giúp cô. Tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang. Phân số là số tự nhiên khác không viết dưới số gạch ngang. Một phân số sẽ bao gồm có tử số, mẫu số và dấu gạch ngang ở giữa tử số và mẫu số. Các con lưu ý, mẫu số là số tự nhiên khác không và viết dưới dấu gạch ngang. Sau khi chúng ta đã biết khái niệm về một phân số rồi, thành phần tử số và mẫu số, vậy thì bây giờ cô cùng các con sẽ cùng nhau làm một số bài tập ở phía bên dưới. Bài tập vận dụng. Bài 1. Các con sẽ chọn các thẻ tương ứng với mỗi hình. Cô có 3 hình ở dưới đây. Và các con sẽ nhìn giúp cô. Các hình ở đây thì được chia làm các phần bằng nhau. Bây giờ, các con hãy chọn các thẻ tương ứng với 3 hình ở đây. Cô có các thẻ 1/5, 1/2, 1/6 cùng với các phân số ở đây, biểu thị của nó. Đầu tiên, các con chú ý, đây là một hình tam giác và cô chia hình tam giác này thành 2 phần bằng nhau. Cô đã tô màu 1 phần. Vậy, cô sẽ có là thẻ số ứng với hình đó chính là 1/2 và cô có phân số là 1/2. Mẫu số cho biết là hình tam giác này chia làm 2 phần bằng nhau. Tử số là 1 cho cô biết là cô đã tô màu 1 phần. Vậy cô sẽ có phân số là 1/2. Tiếp theo, hình này được chia làm 6 phần bằng nhau và cô đã tô màu 1 phần. Vậy cô sẽ có phân số là 1/6. Tử mẫu số cho biết hình này chia làm 6 phần bằng nhau. Tử số cho biết cô đã tô màu 1 phần. Vậy cô sẽ có phân số là 1/6. Hình tiếp theo, cô có 5 ô vuông. Cô chia làm 5 ô vuông bằng nhau và cô đã tô màu 1 phần. Hỏi, đây là phân số nào? À, chính xác, đây chính là phân số 1/5. Mẫu số là 5 cho cô biết hình này được chia làm 5 phần bằng nhau. Tử số là 1 cho cô biết cô đã tô màu 1 phần. Chúng ta sẽ chuyển sang giúp cô các hình tiếp theo và các con sẽ đọc giúp cô các phân số tương ứng với mỗi hình. Hình tròn này cô chia làm 2 phần bằng nhau và cô đã tô màu 1 phần.
vậy cô sẽ có phân số là 1 phần 2. 1 phần 2. Tiếp theo, cô có hình tròn, cô chia làm 4 phần bằng nhau. Cô tô màu 2 phần, vậy cô sẽ có phân số là 2 phần 4. Cô có một hình tròn và cô chia làm 8 phần bằng nhau. Cô tô màu 4 phần, vậy cô sẽ có phân số là 4 phần 8. Hình tiếp theo, cô vẫn có tiếp tục có một hình tròn và cô chia nó làm 6 phần bằng nhau. Cô tô màu 5 phần, vậy cô sẽ có là 1 phần 6. Hình tròn tiếp theo, cô cũng chia làm 6 phần bằng nhau và cô lấy mất 1 phần. Và cô sẽ có phân số là 1 phần 6. Hai phân số này đều có tử số là 1 và mẫu số là 6. Các con hãy nêu tử số và mẫu số của phân số dưới đây. Phân số 1 phần 2 có tử số là 1 và mẫu số là 2. Các con lưu ý, tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác không viết dưới dấu gạch ngang. Tương tự, cô có phân số tiếp theo là 1 phần 5. Tử số là 1 và mẫu số là 5. Phân số tiếp theo, 3 phần 5. Cô có tử số là 3 và mẫu số là 5. Qua những ví dụ vừa rồi thì các con đã biết cách đọc phân số qua hình ảnh trực quan và nêu được tử số và phân số, tử số và mẫu số của phân số đó. Bây giờ các con sẽ thực hành trò chơi đố bạn. Các con sẽ viết một phân số bất kỳ và vẽ hình biểu diễn phân số đó vào vở. Các con sẽ đố bạn của mình cách đọc và nêu tử số, mẫu số của phân số đó. Cô có ví dụ, đố bạn đọc và nêu tử số, mẫu số của phân số này. Các con sẽ nhìn giúp cô, bạn Nam đố bạn bên cạnh. Cách đọc và nêu tử số, mẫu số của phân số dưới đây. Trên tấm thẻ của bạn Nam có 5 dấu tròn bằng nhau. Bạn tô màu 2 phần và bạn có phân số là 2 phần 5. Bạn nữ trả lời rằng phân số 2 phần 5 có 2 là tử số và 5 là mẫu số. Vậy thì còn ví dụ của các con là gì? Các con sẽ để lại giúp cô dưới phần comment nhé. Cô sẽ lấy cho con một ví dụ minh họa như sau. Cô có một chiếc bánh pizza và cô chia miếng bánh này làm 8 phần bằng nhau. 2 phần cô đã lấy mất và phân số biểu diễn đó chính là 2 phần 8. Phân số 2 phần 8 có 2 là tử số và 8 là mẫu số. 8 là mẫu số cho chúng ta biết cô chia miếng bánh pizza này làm 8 phần bằng nhau. 2 phần là 2 phần cô đã lấy mất. Tương tự, các con cũng sẽ đố bạn một phân số bất kỳ và đố bạn của mình nêu tử số, mẫu số của phân số đó. Vậy thì qua bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các con nhận biết về một phân số qua hình ảnh trực quan, đúng không nào? Và các con đã biết cách đọc một phân số, nêu được tử số và mẫu số và làm một số bài tập áp dụng. Qua bài học này, cô sẽ cho các con một số lưu ý như sau. Phân số sẽ gồm có 3 phần. Thứ nhất là tử số, dấu gạch ngang và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác không được viết dưới dấu gạch ngang. Và các con lưu ý, mẫu số là số tự nhiên khác không viết dưới dấu gạch ngang các con nhé. Vậy thì qua bài học ngày hôm nay, cô mong rằng về nhà các con sẽ xem lại giúp cô video và làm giúp cô thật nhiều bài tập. Video của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại tất cả các con và những video tiếp theo. Cô xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.